Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị từ kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Hy vọng những thông tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin thật thú vị và bổ ích. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Bất ngờ loạt tin nhắn Vân Quang Long gửi vợ cũ trước khi qua đời bên Mỹ. Mới đây, những tin nhắn Vân Quang Long trò chuyện với Ái Vân cũng đã được chia sẻ. Theo đó, cô nghệ sĩ đã rất hối hận vì phủ bạc người vợ Tào Khang. Dù đã yên nghỉ nơi chín suối, tuy nhiên những câu chuyện đời tư của cô ca sĩ Vân Quang Long vẫn tiếp tục được chia sẻ, chiếm được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Thời gian vừa qua, khán giả đã rất bất ngờ trước chuyện bố mẹ Vân Quang Long không nhận Linh Lan là con dâu, đồng thời vợ hai của cô ca sĩ cũng bị phanh phui những điều không tốt đẹp mới đây những tin nhắn vân quang long với vợ cũ ái vân cũng được chia sẻ càng khiến mọi người quan tâm hơn cụ thể những tin nhắn này là do một người bạn của ái vân chia sẻ nội dung của các cuộc trò chuyện là nỗi ẩn hận sàn vặt nhớ nhung con của vân quang long anh chỉ thương mình em giờ anh sai đường anh phải gánh chịu do anh tạo nghiệp nhưng anh sẽ sắp xếp cho hai con tốt nhất anh quá tự cao nên đánh mất hạnh phúc và gia đình. Anh biết nhưng không phải nói để được gì, mà nói cho em biết các con mình trong tương lai phải là người giỏi nhất trong những người giỏi. Hai con là niềm tự hào của ba, Vân Quang Long nhắn. Theo như tin nhắn Vân Quang Long với Ái Vân thì anh rất hối hận vì đã phủ bạc người vợ Tào Khang tuy nhiên dù đã chia tay nhưng trong lòng anh cũng như bố mẹ thì chỉ có ái vân là vợ duy nhất bên cạnh đó vân quang long cũng ấp ủ mong muốn đón cả vợ cũ cùng hai con sang mỹ để đoàn tụ có thể chăm lo cho mọi người một cuộc sống tốt hơn vân quang long giọng đầy chưa sót trong những đoạn tin nhắn với vợ cũ anh cũng nhớ em, anh không dám nói từ lâu vì anh quá hư, anh chỉ dám nhớ thời mình còn đi học, rồi bao nhiêu kỷ niệm. Dường mày mới mất làm anh thấy cuộc sống này ngắn ngủi quá, anh đã làm em đau khổ, anh xin lỗi em và hai con nhiều. Anh nhớ gia đình mình ngày xưa lắm, vì anh mà gia đình tan nát là lỗi của anh. Trong tin nhắn cũng có đoạn Vân Quang Long nói đã nhận được tiền của Ái phần gửi. Có lẽ đây là tiền Ái Vân gửi trang chu cấp cho chồng như đã tiết lộ từ trước. Cuối cùng, tin nhắn Vân Quang Long gửi ái Vân có nói, anh chỉ muốn nhìn nơi nào mà cho anh trở lại lúc xưa cùng mẹ con em. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc được những dòng tin nhắn từ tân đáy tâm can của Vân Quang Long giống như một điểm báo trước. Tuy nhiên, dù thế nào thì mong muốn đón vợ con sang Mỹ, vẫn còn bao ước nguyện bù đắp cho vợ con chưa được hoàn thành. Mọi người chỉ biết chúc anh hãy thành thản ra đi, ở thế giới bên kia hãy quên hết những chuyện buồn và thôi sàn vặt bản thân.